Đại dương là một kho tàng thông tin về di cư biển. Nó giống như một hệ thống đường cao tốc cho vô số loài, cho phép chúng di chuyển qua những khoảng cách rộng lớn và kết nối các hệ sinh thái khác nhau. Một trong những yếu tố quan trọng để hiểu rõ sự di cư ở biển là theo dõi lộ trình của những loài động vật này. Các nhà khoa học sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như gắn thẻ vệ tinh và theo dõi âm thanh để theo dõi chuyển động của các loài di cư. Dữ liệu này giúp tạo bản đồ chi tiết về mô hình di cư của chúng và cung cấp thông tin chi tiết về hành vi của chúng. Ngoài ra, nghiên cứu các dòng hải lưu là rất quan trọng trong việc làm sáng tỏ những bí ẩn về sự di cư của biển. Dòng chảy có thể đóng vai trò là đường cao tốc hoặc rào cản đối với động vật di cư, ảnh hưởng đến lộ trình và tốc độ của chúng. Bằng cách phân tích dữ liệu hải dương học, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về cách các dòng hải lưu này định hình mô hình di cư cũng như dự đoán thời gian và lộ trình của các loài khác nhau. Hơn nữa, bản thân hành vi của động vật di cư cũng chứa đựng những manh mối có giá trị. Các nhà khoa học quan sát và nghiên cứu thói quen kiếm ăn, sinh sản và nghỉ ngơi của chúng trong quá trình di cư. Thông tin này giúp làm sáng tỏ lý do đằng sau hành trình của chúng, cho dù đó là tìm kiếm thức ăn, giao phối hay tìm kiếm môi trường sống thích hợp cho các giai đoạn sống khác nhau. Bằng cách kết hợp thông tin từ việc theo dõi, dòng hải lưu và hành vi của động vật, các nhà khoa học có thể hiểu sâu hơn về sự di cư của biển. Kiến thức này sau đó có thể được sử dụng để bảo tồn và bảo vệ các loài di cư cũng như môi trường sống của chúng, đảm bảo sự tồn tại của chúng cho các thế hệ mai sau. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến những bí ẩn về sự di cư của biển, khám phá đại dương và hỗ trợ nghiên cứu biển là một cách tuyệt vời để góp phần nâng cao hiểu biết của chúng ta về những hành trình đáng kinh ngạc này. Để tôi kể cho bạn nghe về một số loài di cư hấp dẫn ở đại dương đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và nhà nghiên cứu. Một ví dụ đáng chú ý là cá voi lưng gù hùng vĩ. Những sinh vật tuyệt vời này thực hiện một số cuộc di cư dài nhất trong vương quốc động vật, di chuyển hàng nghìn km mỗi năm. Cá voi lưng gù được biết là di cư từ nơi kiếm ăn nước lạnh ở vùng cực đến vùng nước ấm hơn gần xích đạo để sinh sản và sinh sản. Các tuyến di cư của chúng có thể trải dài khắp các lưu vực đại dương và các nghiên cứu theo dõi đã tiết lộ những con đường cụ thể mà chúng đi theo năm này qua năm khác. Một loài di cư đáng chú ý khác là loài rùa biển lưng da đầy cảm hứng. Những loài bò sát cổ đại này bắt đầu những cuộc hành trình hoành tráng xuyên đại dương, vượt hàng nghìn km để đến bãi biển làm tổ của chúng. Người ta đã quan sát thấy rùa ra làm tổ trên các bãi biển nhiệt đới và sau đó di cư đến các bãi kiếm ăn ở vùng nước lạnh hơn, thường băng qua những vùng biển rộng lớn. Hiểu được mô hình di cư của chúng là rất quan trọng để bảo tồn chúng, vì chúng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa dọc theo tuyến đường di cư của mình. Những con hải âu tuyệt đẹp cũng nổi tiếng với những cuộc di cư vượt đại dương đáng chú ý. Những con chim biển này có khả năng bao quát khoảng cách rất xa, sử dụng sải cánh ấn tượng của chúng để bay vút lên một cách dễ dàng trên đại dương rộng lớn. Chim hải âu thực hiện các chuyến đi kiếm ăn rộng rãi, bay hàng nghìn km để tìm kiếm thức ăn. Chúng có khả năng đi vòng quanh thế giới trong quá trình di cư, băng qua toàn bộ đại dương để tìm những khu vực kiếm ăn hiệu quả. Cuối cùng, đừng quên những chuyến hành trình đầy cảm hứng của nhiều loài cá biển khác nhau như cá hồi và cá ngừ. Những loài cá này có hành vi di cư phức tạp, thường di chuyển quãng đường dài để đẻ trứng hoặc tìm thức ăn. Ví dụ, cá hồi trải qua những cuộc di cư đáng kinh ngạc từ các sông nước ngọt ra biển khơi và quay trở lại để sinh sản. Mặt khác, cá ngừ được biết đến với khả năng di cư xuyên đại dương, vượt qua những vùng biển rộng lớn để tìm kiếm con mồi. Đây chỉ là một vài ví dụ về nhiều loài di cư đã được nghiên cứu ở đại dương. Mỗi loài có mô hình và hành vi di cư riêng, và việc khám phá bí mật của chúng là một cuộc phiêu lưu không bao giờ kết thúc đối với các nhà khoa học và nhà nghiên cứu. Một số mối đe dọa mà cá voi lưng gù phải đối mặt trong quá trình di cư của chúng là gì? Những con cá voi lưng gù, những gã khổng lồ hiền lành của đại dương, phải đối mặt với một số mối đe dọa trong quá trình di cư hoành tráng của chúng. Mặc dù những sinh vật tuyệt vời này được biết đến với khả năng phục hồi nhanh chóng nhưng chúng cũng gặp phải một số thách thức trên đường di cư.
Hãy để tôi làm sáng tỏ một số mối đe dọa sau. 1. Bị vướng vào ngư cụ. Cá voi lưng gù có thể bị vướng vào ngư cụ như lưới, dây thừng hoặc dây câu. Điều này có thể cản trở sự di chuyển của chúng, gây thương tích và thậm chí dẫn đến ngạt thở hoặc đói. Đó là hậu quả đáng tiếc của sự chồng chéo giữa đường di cư và khu vực đánh bắt của họ. 2. Va chạm với tàu thuyền. Khi cá voi lưng gù di cư ra vào các khu vực ven biển, chúng có thể tiếp xúc với tàu thuyền hoặc các tàu thuyền khác. Va chạm với tàu có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong cho những người khổng lồ hiền lành này. Những nỗ lực đang được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của những người đi biển về việc điều hướng cẩn thận và duy trì khoảng cách an toàn. 3. Ô nhiễm tiếng ồn dưới nước. Lượng tiếng ồn ngày càng tăng trong đại dương do hoạt động vận tải biển, thăm dò dầu khí và các hoạt động khác của con người có thể làm gián đoạn hoạt động liên lạc và dẫn đường của cá voi lưng gù. Sự ô nhiễm tiếng ồn này có thể cản trở khả năng tìm kiếm thức ăn, xác định bạn tình và điều hướng hiệu quả trong quá trình di cư của chúng. 4. Suy thoái và ô nhiễm môi trường sống. Cá voi lưng gù dựa vào môi trường sống biển lành mạnh và hiệu quả để kiếm ăn, sinh sản và nghỉ ngơi. Ô nhiễm, suy thoái môi trường sống và sự tích tụ chất độc trong đại dương có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng và phá vỡ mô hình di cư của chúng. Điều này bao gồm các vấn đề như tràn dầu, mảnh vụn biển và phát triển ven biển. 5. Biến đổi khí hậu và sự thay đổi nguồn thức ăn sẵn có. Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các điều kiện của đại dương, bao gồm nhiệt độ bề mặt nước biển và sự phân bố của các loài săn mồi. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến sự sẵn có và thời gian cung cấp nguồn thức ăn cho cá voi lưng gù trong quá trình di cư của chúng, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và khả năng sinh sản của chúng. Những nỗ lực đang được thực hiện trên toàn thế giới nhằm giảm thiểu những mối đe dọa này và bảo vệ cá voi lưng gù trong quá trình di cư của chúng. Các biện pháp bảo tồn bao gồm tạo ra các khu vực được bảo vệ, thực hiện sửa đổi ngư cụ, thúc đẩy các hoạt động quan sát cá voi có trách nhiệm và ủng hộ các quy định chặt chẽ hơn về ô nhiễm tiếng ồn và tốc độ tàu thuyền trong môi trường sống quan trọng của cá voi. Bằng cách nâng cao nhận thức và thực hiện các bước để giải quyết những thách thức này, chúng ta có thể đảm bảo sự sống sót và phúc lợi liên tục của cá voi lưng gù khi chúng bắt đầu hành trình di cư đáng kinh ngạc xuyên đại dương. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh Em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.